Thôi thì hiện tại thì mình đang quay chú heo con. Đây đây là ông mì của nó, để tính thử bao nhiêu con. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, con bên kia nữa 15 con. Trời, nhìn quá. Rồi, mới đi đây 2 ngày nha các bạn, 2 ngày 3 ngày rồi nha, 3 ngày rồi. Bữa clip về đĩa mình có quay cho bạn xem mà ta. Vú này, nhìn cái bánh sữa đã ụt ế. Để bác con lên coi thôi xin sao. Bên đây sữa đang cốt. Ô. Anh đang to kia chưa. Đây còn mày tránh này, bé anh còn mày đang cho nó đó, này kìa, mà anh mày đang đây nhìn nó mất rồi. Ok 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 có sữa không? Quá chừng 15 con, ông kèm 15 con. Đó giờ nuôi tầm khoảng một tháng sau là có thể bán heo sữa nha. Heo sữa thì giá tầm khoảng 400-500 ngàn con gì đó. Tùy theo cái được đó, he lên he xuống nữa. Giờ nó thì tầm khoảng ký trong này cho mấy mà ký hương. Có anh kia anh bự nhất nó, anh đó to. Có mấy he đây, 1 2 3 4 em xía he đây, 2 4 xía bẻ 8 9 9 con he tráng, con chấm bì, con cho đốm gì. Nhìn quá đã. Rồi